Ukraine không có cửa thắng trong cuộc chiến tiêu hào. Hoàng Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, phong trào cánh hữu đang nổi lên và nó chắc chắn sẽ đe dọa đến xu hướng ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến với nước Nga. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vấn đề này trong video ngày hôm nay. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Bão mùa hè bắt đầu, Nga dồn dập tấn công Kupiansk. Theo hướng gần Bắc Mút, kênh Rai 3 vào hôm 9 tháng 6 cho biết rằng quân đội Nga đã tạo ra được bước đột phá trong trận chiến giành Chasovja ở Donetsk. Quân đoàn mươi 98 của Nga trong một đòn tấn công mạnh đã phá vỡ tuyến phòng thủ của Ukraine trong tiểu khu Kana. Ngoài ra, thì lực lượng Nga cũng đã đánh bại các lữ đoàn bộ binh cơ giới số 24, 30, 41, 93, 115, lữ đoàn xung kích số 5, số 56 của Ukraine tại các làng Zalinyanskoye, Grigorovka, Kalinina và Krasnoye gần Chasovya. Trong đợt tấn công này, Bộ Quốc phòng Nga cho biết là Ukraine mất hơn 400 quân nhân, một số xe chiến đấu bộ binh, 4 xe cơ giới, pháo D-20 và D-30 cùng một khẩu M-119 của Mỹ. Hai kho đạn giã chiến cũng đã bị phá hủy và giới quan sát nhận định Chasovya sẽ sớm sụp đổ trong thời gian tới. Các trận chiến đô thị kéo dài có thể sẽ là một thảm họa đối với Kiev. Số lượng quân tiếp viện sẽ sớm bị tiêu diệt cho dù họ có nhận được vũ khí viện trợ từ phương Tây. Trên hướng Adipka gần Pokov, sau khi mở rộng vùng kiểm soát về phía bắc và tây bắc của làng Umansky, giành được chỗ đứng trong khu vực hẻm núi Babaki, thì Nga đã tiến về làng Novoselovka. Nga cũng bắt đầu tấn công khu định cư Jasnobrodovka từ ba phía cùng một lúc. Quân đội Ukraine buộc phải rút lui để mặc cho quân Nga chiếm phần đông nam của khu định cư. Trong vòng 24 giờ qua, thì mặt trận nóng bỏng nhất vẫn là Kharkov và thông tin ở hướng này có vẻ khá mâu thuẫn. Tổng thống Zelensky nói rằng quân đội Nga đã không thành công khi tấn công Kharkov. Ukraine hiện đang cầm chân và tiêu diệt các đơn vị của Nga tại đây. Không chỉ có vậy, Ukraine còn nói rằng không chỉ cầm chân mà họ còn tấn công ngược lại người Nga, đặc biệt khi mở ra cuộc phản công vào làng Glubokoi ở phía bắc của Lipsy. Nhưng mà kênh quân sự Deep State của chính Ukraine thì cho biết rằng không có thay đổi nào xảy ra ở Glubokoi một phần của ngôi làng này vẫn nằm trong vùng xám. Viện nghiên cứu chiến tranh Hoa Kỳ thì cho rằng quân đội Ukraine đã không tấn công vào Klubokoi mà là tấn công vào một ngôi làng lân cận. Về phía nga thì họ tuyên bố nỗ lực tấn công của Kiev ở làng Klubokoi đã bị đẩy lùi và cuộc phản công này đã thất bại. Giao tranh ác liệt hiện vẫn đang diễn ra ở phía bắc của Volchans, nơi mà quân đội nga đang tấn công khu vực kiên cố trong nhà máy tổng hợp. Tại khu vực Kupyans, quân nga đã tấn công nhiều mặt trận khiến cho nơi đây trở thành một trong những khu vực hoạt động tích cực nhất dọc theo tiền tuyến. Nga đã phá hủy một số mục tiêu quan trọng của đối phương, trong đó có một trung tâm chỉ huy và một cầu vượt sông. Để ngăn chặn đà tiến công của cụm quân miền Bắc Nga tại Kharkov thì Kiev đã điều động ít nhất là 50.000 quân tới đây. Dự báo mặt trận tại Kharkov trong những ngày tới sẽ gay cấn khi mà Kiev đang rất cần một chiến thắng trước thềm hội nghị thượng đỉnh tại Thụy Sĩ diễn ra vào trung tuần tháng 6 này áp cũng đặt nhiều hy vọng là có thể thay đổi được tình hình sau khi phương Tây cho phép họ sử dụng vũ khí có độ chính xác cao để tấn công các khu vực biên giới của Nga. Tuy nhiên, Ukraine cũng đang đối mặt với thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu như lựa chọn điều quân để cứu viện phần mặt trận phía Bắc, họ sẽ buộc phải chấp nhận để hỏng mặt trận phía Đông và phía Nam. Giữa lúc Kharkov vẫn đang còn khá khốc liệt, thì Nga tiếp tục mở ra mặt trận mới ở Sumy, báo hiệu rằng cơn bão mùa hè đang tới. Trong đợt tấn công mở màn này, Nga đã giành quyền kiểm soát Rizepka. Đây là ngôi làng nằm ở biên giới vùng Kursk. Việc Nga mở mặt trận mới tại Sumy cho thấy Moscow đang tiếp tục nỗ lực để hình thành một vùng đệm dọc theo biên giới. Tại hậu phương của cả Nga và Ukraine, hoạt động phá hoại nhau vẫn đang diễn ra. Phía Nga đã công bố việc phá hủy một radar phòng không của Ukraine và thiệt hại này sẽ làm suy giảm khả năng phát hiện các mục tiêu trên không trong khu vực Nikolaev và trên các đường tiếp cận Odessa. Về phía Ukraine thì Tổng cục Tình báo nước này tuyên bố là đã phá hủy được tiêm kích Su-57 của Nga vào hôm 8 tháng 6 ở sân bay Astubins thuộc vùng Anchanskan của Nga. Sân bay này nằm cách tiền tuyến Ukraine khoảng 590 km và đã bị một bầy UAV tấn công. Trong đó có 3 chiếc được cho là đã đánh trúng mục tiêu. Ukraine đã cung cấp hình ảnh vệ tinh về chiếc Su-57 vẫn còn nguyên vẹn đang đỗ tại sân bay hôm 7 tháng 6 và đến ngày 8 tháng 6 thì các bức ảnh cho thấy có những hố lớn là kết quả của các vụ nổ để lại. Mặc dù các bức ảnh vệ tinh không chụp được hình chiếc Su-57 bị thiệt hại ra sao, nhưng tình báo Ukraine vẫn đi đến kết luận là đã phá hủy được chiếc tiêm kích này. Su-57 là máy bay chiến đấu hiện đại nhất trong kho vũ khí của Nga. Tổng cục tình báo Ukraine tuyên bố rằng người Nga chỉ có 6 chiếc máy bay như vậy đang còn hoạt động. Trong khi đó, các kênh của Nga thì xác nhận có vụ tấn công Su-57, một số kênh cho rằng chiếc máy bay này đã bị mảnh đạn gây hư hại và không rõ nó có thể được phục hồi hay không đây được cho là tổn thất đầu tiên của chiếc tiêm kích thế hệ thứ năm này vụ tấn công vào sân bay astubin cũng cho thấy rằng phạm vi và độ chính xác trong các cuộc tấn công bằng uav của kiev đã tăng lên đáng kể trong những tháng gần đây các kênh quân sự của nga đang đặt ra câu hỏi là tại sao nhà chứa máy bay này vẫn chưa được xây dựng mặc dù đây không phải là lần đầu tiên kiev tấn công bằng máy bay không người lái Rõ ràng là khi khó giành được lợi thế trên không thì Kiev sẽ càng ngày càng phải tiến hành những cuộc chiến bất đối xứng để tiêu hao năng lực của quân đội Nga. Bên nào có đủ tiềm lực chịu đựng cuộc chiến tiêu hào, bên đó sẽ giành chiến thắng. Khi xung đột Ukraine bước sang mùa xuân thứ ba, hầu hết các quốc gia trung lập đã kêu gọi Ukraine hãy đàm phán với Nga vì họ nhận định rằng Kiev khó có thể xuyên thủng được phòng tuyến kiên cố của đối phương. Đối với những diễn biến dồn dập trên mặt trận thì tờ Foreign Affairs mới đây đã xác nhận rằng Ukraine thành công trong việc sử dụng UAV để do thám và tấn công các mục tiêu của Nga. Nhưng chỉ có UAV thì không thể giành được chiến thắng, bởi vì Ukraine thiếu hụt vũ khí và nhân sự để giành lại lãnh thổ. Phương Tây nhận định là Nga đã thành công khi biến cuộc chiến này thành một cuộc chiến tranh tiêu hao, nơi mà Moscow vẫn nắm giữ nhiều lợi thế như là dân số đông hơn, có nền kinh tế và năng lực công nghiệp quốc phòng lớn hơn, cùng với hệ thống phòng thủ được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn ở Donbass. Và nếu như xét đến sự cam kết thất thường của các đồng minh phương Tây, thì đây là kiểu chiến tranh mà Ukraine đơn giản là không có cửa thắng. Do đó, Ukraine có rất ít khả năng có thể sánh ngang với lợi thế về nhân lực và vật chất của Nga. Đặc biệt là khi Moscow có thể liên tục gia tăng quy mô lực lượng ngay cả sau khi tập đoàn lính đánh thuê Wagner bị giải thể. Ngược lại, Ukraine phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng và việc huy động cũng sẽ khó có thể thay đổi được sự mất cân bằng hiện tại. Mặc dù gói viện trợ gần đây của phương Tây sẽ giúp giảm bớt tình trạng thiếu hụt vũ khí, nhưng mà các cuộc đấu pháo qua lại và những nỗ lực phản công của Kiev nhằm giành lại lãnh thổ sẽ nhanh chóng làm kho vũ khí của họ khánh kiệt một lần nữa. Do đó thì phương Tây đã đi đến kết luận rằng việc đối đầu trực tiếp với Nga không còn là chiến lược khả thi cho Kiev. Ukraine sẽ cần phải chấp nhận một khái niệm chiến thắng khác. Tức là thay vì đẩy lùi toàn bộ lực lượng Nga ra khỏi lãnh thổ thì họ chỉ cần trụ vững trước các cuộc tấn công của Nga và dần dần đẩy lùi quân nga khỏi nơi mà họ đã chiếm được có điều là giới quân sự phương tây cho rằng mục tiêu hiện tại của kiev đơn giản là không thể đạt được một khi ông putin vẫn còn nắm quyền do đó kiev không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thay đổi chiến lược của mình nghĩa là quân đội ukraine sẽ cần phải được tổ chức lại thành các nhóm nhỏ độc lập thay vì là một lữ đoàn lớn những lực lượng không chính quy này sẽ được phân tán ra khắp cả nước thay vì tập trung vào một hai khu vực trung tâm họ được hỗ trợ bởi tình báo ukraine và phương tây các nhóm này sẽ xác định và tấn công các mục tiêu dễ bị tổn thương của Nga trước khi lẩn trốn vào địa hình khu dân cư sinh sống, nơi mà phía Nga khó có thể tấn công do họ lo ngại gây thương vong cho dân thường. Kiểu chiến tranh phi đối xứng này là chiến lược đã được chứng minh giúp cho bên yếu thế hơn dần dần đánh bại kẻ thù mạnh hơn. Ít nhất, nó giúp cho bên yếu thế hơn có thời gian để tái thiết và chờ đợi các điều kiện chính trị hoặc thời cơ thuận lợi hơn, chẳng hạn như là sự gia tăng hỗ trợ quốc tế hoặc tình trạng bất ổn của quốc gia kẻ thù. Điều quan trọng nhất mà các chuyên gia phương Tây nhấn mạnh đó là chiến thuật du kích này dù đem lại hiệu quả cho Ukraine nhưng sẽ kéo dài cuộc chiến có thể lên tới hơn 20 năm, như là một số cuộc chiến trong lịch sử. Và cuộc chiến tranh tiêu hao như vậy sẽ tàn phá Ukraine. Kênh Resident của Ukraine cho biết, xung đột quân sự ở Ukraine đã khiến cho hàng chục triệu người gặp khó khăn về kinh tế. Hơn một phần tư dân số Ukraine chiếm khoảng 10,5 triệu người là người về hưu. Trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng, lạm phát của Ukraine cũng đã đạt mức kỷ lục. Với những thực tế như vậy thì điều quan trọng là bên nào có đủ tiềm lực để chịu đựng một cuộc chiến tiêu hào, bên đó sẽ giành được khả năng chiến thắng. Còn đối tượng chịu thiệt hại và gánh chịu nỗi kinh hoàng của chiến tranh thì vẫn là người dân vô tội. Trong khi xung đột Ukraine đang có xu hướng leo thang nguy hiểm thì có hai cuộc bầu cử đang gây được sự chú ý trên trường quốc tế. Đó là cuộc bầu cử nghị viện châu Âu với làn sóng cánh hữu lên ngôi và bầu cử tại Ấn Độ với chiến thắng của Thủ tướng cánh hữu Modi. Bầu cử nghị viện châu Âu, cánh hữu trỗi dậy, bi kịch của EU Cuộc bầu cử nghị viện châu Âu diễn ra từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 6 ít nhiều đã mang lại những tác động quan trọng đối với tương lai của Liên minh châu Âu. Tầm quan trọng chủ yếu xuất phát từ sự trỗi dậy càng ngày càng tăng của các đảng cánh hữu trên khắp lục địa già. Tại Pháp, Liên minh ôn hòa của Tổng thống Macron đã thất bại trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu trước đảng mặt trận quốc gia theo đường lối cực hữu. Còn đối với Đức thì theo kết quả sơ bộ công bố vào ngày 9 tháng 6, liên minh của Thủ tướng Schroep cũng đã phải đối mặt với thất bại nghiêm trọng. Trong đó thì Đảng Dân Chủ Xã hội của ông chỉ giành được 13,9% tổng số phiếu bầu, xếp thứ ba sau đảng cực hữu sự lựa chọn vì nước Đức. Và kết quả này được cho là tồi tệ nhất trong lịch sử các cuộc bầu cử toàn quốc. Đảng Xanh, cũng là thành viên liên minh với Thủ tướng Schroep, đã hứng chịu cú đòn nặng nề với 11,9% phiếu bầu giảm mạnh so với kỷ lục 20,5% sự ủng hộ trong kỳ bầu cử nghị viện châu Âu năm 2019. Tình hình cũng tương tự diễn ra với đảng cầm quyền ở Áo, Bỉ, Slovakia và Cộng hòa Séc khi mà các đảng cánh hữu có sự bứt phá ngoạn mục trong cuộc đua giành ghế tại nghị viện châu Âu. Kết quả của những cuộc bầu cử này không nhất thiết sẽ ngăn cản việc thực hiện các kế hoạch đầy tham vọng nhằm cải tổ EU, nhưng nó làm nổi bật nguy cơ trì trệ chính sách hoặc các quyết định không cân bằng, đặc biệt là đối với các chính sách liên quan đến xung đột Ukraine nghị viện châu âu là một trong ba cơ quan lập pháp quan trọng của liên minh châu âu cùng với ủy ban châu âu và hội đồng liên minh châu âu trong khi ủy ban châu âu ủng hộ lợi ích chung của eu và hội đồng châu âu thì đại diện cho chính phủ các quốc gia thành viên nghị viện châu âu lại bảo vệ lợi ích của công dân eu nó đóng một vai trò quan trọng trong quá trình lập pháp và ra quyết định của eu mặc dù được coi là ít ảnh hưởng nhất trong ba nhánh quyền lực nhưng mà nghị viện châu âu cũng có thẩm quyền đồng lập pháp đáng kể bao gồm cả quyền sửa đổi và phủ quyết các đề xuất lập pháp trong hầu hết các lĩnh vực chính sách. Kết quả cuộc bầu cử cho thấy các thành viên cánh hữu của Nghị viện châu Âu đã nhận được nhiều sự ủng hộ hơn năm 2019. Bên cánh hữu thì cũng được chia làm hai nhóm, nhóm bảo thủ cải cách châu Âu gọi tắt là ECR và nhóm bản sắc dân chủ gọi tắt là ID. Kết quả tạm thời cho thấy rằng ECR chiếm được 73 ghế, trong khi ID chiếm được 58 ghế. ECR bao gồm các đảng Luật pháp và Công lý của Ba Lan anh em Ý của Italia, Đảng Dân Chủ Thụy Điển, Vox của Tây Ban Nha, Liên minh Flemish mới của Bỉ và RicoQuest của Pháp. ID thì bao gồm Đảng Cuộc Biểu tình Quốc gia của Pháp, Giải pháp thay thế cho Đức, Liên đoàn của Ý, Lợi ích Flemish của Bỉ và Đảng Vì Tự do của Hà Lan. Ngoài ra còn có các đảng cánh hữu khác như là Fidesz của Hungary, không có liên kết với bất kỳ một nhóm chính trị nào của EU. Thoạt nhìn thì xu hướng cánh hữu thường kêu gọi Ukraine đàm phán hòa bình với Nga để chấm dứt xung đột. Nhưng nếu như xem xét kỹ các quan điểm của các bên ECR và ID, chúng ta sẽ thấy có sự chia rẽ sâu sắc, ngăn cản một mặt trận thống nhất. Trong khi ICD muốn kiềm chế quyền lực của các cường quốc hàng đầu EU như là Pháp, Đức, nhưng đồng thời lại ủng hộ Ukraine, ủng hộ NATO và có một bộ phận ủng hộ chủ nghĩa toàn cầu. Thì ngược lại, ID phản đối cuộc chiến Ukraine, phản đối việc mở rộng NATO. Tuy vậy, so với cuộc bầu cử năm 2019 với việc cánh hữu trỗi dậy tại Nghị viện châu Âu. Nó cho thấy xung đột Ukraine đã tác động tới lập trường của khối này. Tờ Wall Street Journal hôm 9 tháng 6 viết rằng, kết quả hôm Chủ nhật cho thấy khả năng theo đuổi các mục tiêu môi trường của các lãnh đạo EU sẽ gặp khó khăn và áp lực thắt chặt các quy tắc nhập cư dưới áp lực của cánh hữu sẽ nâng lên. Tiếng nói của những người theo chủ nghĩa dân tộc và chỉ trích cánh tả về sự hỗ trợ của EU dành cho Ukraine cũng sẽ lớn hơn. Không có gì đáng ngạc nhiên khi Tổng thống Macron đã gọi kết quả cuộc bầu cử vừa qua là bi kịch của châu Âu. Khi mà ông nói rằng các đảng cánh hữu phản đối viện trợ cho Ukraine đang củng cố lập trường của mình. Ấn Độ nông ấm với Nga, chọc giận Trung Quốc Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã chính thức được bầu làm lãnh đạo Liên minh Dân chủ Quốc gia. Liên minh vừa giành được nhiều ghế nhất trong cuộc tổng tuyển cử nước này hôm 7 tháng 6. Chiến thắng của ông Modi trong cuộc bầu cử lần này đánh dấu lần thứ hai một nhà lãnh đạo Ấn Độ nắm giữ quyền nhiệm kỳ thứ ba sau ông Jawaharlal Nehru là thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ. Điều đáng nói là Thủ tướng Modi rất được yêu mến ở phương Tây với tư cách là một người có đầu óc uyên bác với tầm nhìn quốc tế. Với quan điểm theo chủ nghĩa nhân văn và lòng chắc ẩn đối với hàng triệu người Ấn Độ bần cùng của xã hội. Việc Thủ tướng Modi tái đắc cử cũng phản ánh rằng Ấn Độ đang hướng đến chủ nghĩa dân tộc cánh hữu và cũng khiến cho phương Tây lo ngại. Mặc dù được coi là một trong những nhà lãnh đạo Ấn Độ thân thiết với phương Tây nhất, nhưng ông Modi cũng không thoát khỏi điều này. Điều khiến cho giới lãnh đạo phương Tây lo ngại nhất chính là mối quan hệ thân thiết giữa Modi và Putin. Mối quan hệ với Nga của Ấn Độ không hề thay đổi ngay cả dưới áp lực trừng phạt quốc tế sau khi Nga tấn công Ukraine. Cụ thể, Ấn Độ đã trở thành trụ cột của nền kinh tế Nga nhờ việc mua lượng lớn dầu của nước này. Điều đó không có lợi ích cho phương Tây mặc dù nó cũng giữ cho giá dầu ở mức thấp. Ngân hàng Baroda của Ấn Độ đã báo cáo rằng hoạt động nhập khẩu dầu Nga tăng gấp 10 lần vào năm 2023. Nga đã vượt qua thành công lệnh cấm vận của EU và giới hạn giá trần dầu mỏ của G7 bằng cách định tuyến lại phần lớn lượng xuất khẩu năng lượng của mình sang các nước châu Á, đặc biệt là hai thị trường Ấn Độ và Trung Quốc. Theo Bộ Tài chính Nga, thì thu nhập từ xuất khẩu năng lượng từ tháng 1 đến tháng 4 đã tăng vọt 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Reuters vào hôm 28 tháng 5 đưa tin rằng, tập đoàn năng lượng lớn nhất Ấn Độ Reliant Industries và tập đoàn năng lượng Rosneft của Nga đã ký hợp đồng cung cấp hàng tháng lên tới 3 triệu thùng dầu và tất cả giao dịch đều được thanh toán bằng đồng rúp. Rõ ràng rằng việc Nga ấn thanh toán bằng đồng nội tệ của Nga sẽ làm suy yếu nỗ lực của phương Tây nhằm cắt đứt khả năng tiếp cận của Nga với hệ thống tài chính thế giới, đồng thời thúc đẩy quá trình phi đô la hóa. Không chỉ khẳng định lập trường nghiêng về phía Nga, Thủ tướng Modi còn gửi đi một thông điệp không thể nhầm lẫn tới Trung Quốc bằng cách cảm ơn nhà lãnh đạo Đài Loan đã chúc mừng ông tái đắc cử. Ông viết như sau. Cảm ơn lại Thanh Đức vì thiệp mừng ấm áp của ngài. Tôi mong muốn có được mối quan hệ chặt chẽ hơn khi chúng ta hướng tới quan hệ đối tác kinh tế và công nghệ cùng có lợi. Dòng tweet có vẻ như là vô hại của Thủ tướng Modi đã truyền tải một thông điệp rất rõ ràng rằng Ấn Độ sẵn sàng chơi cứng rắn với Trung Quốc trong nhiệm kỳ thứ ba của ông Modi. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh hôm 6 tháng 6 xác nhận là Trung Quốc chính thức phản đối Ấn Độ sau khi Thủ tướng Narendra Modi công khai cảm ơn Tổng thống Đài Loan lại thành đức, bà Mao Ninh tuyên bố rằng Ấn Độ đã đưa ra các cam kết chính trị nghiêm túc về nguyên tắc một Trung Quốc và phải công nhận, cảnh giác cũng như chống lại các toan tính chính trị của chính quyền Đài Loan. Đây là lý do Bắc Kinh phản đối dòng tweet này của ông Modi. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ấn Độ biết mình đang làm điều gì. Việc gửi đi một tín hiệu tới Trung Quốc là biểu hiện đầu tiên trong chính sách đối ngoại của ông. Hai cường quốc châu Á này đã bị lôi kéo vào một cuộc cạnh tranh khốc liệt trong vòng 4 năm qua, gần như đã đưa họ đến bờ vực chiến tranh vào mùa hè năm 2020, sau khi lực lượng hai bên đã đụng độ chết người trên thung lũng sông Gawan. Kết quả là sự bế tắc biên giới đã làm tổn hại đến mối quan hệ trung ấn. Nhiều vòng đàm phán đã không thể giải quyết được tranh chấp này, đặc biệt là cáo buộc của Ấn Độ rằng các đội quân của Trung Quốc đã chấn giữ về phía đường kiểm soát thực tế của Ấn Độ trên dãy Himalaya. Sau khi Bắc Kinh cố tình xâm nhập trái phép vào mùa hè năm 2020, thay vì cố gắng đóng băng tranh chấp thì Trung Quốc đã leo thang vấn đề bằng cách tái khẳng định yêu sách của mình đối với Anuracha Pradesh, nơi mà Bắc Kinh coi là Nam Tây Tạng. Mặc dù Trung Quốc cũng chỉ kiểm soát vùng này một thời gian ngắn vào năm 1962. Ấn Độ cũng đang theo dõi chặt chẽ các cuộc đàm phán biên giới diễn ra giữa Trung Quốc và Bhutan, do lo ngại rằng Bắc Kinh có thể giành quyền kiểm soát Cao nguyên Doklam. Từ đó, họ có thể đe dọa hành lang Siliguri hay còn gọi là Cổ Gà, là một giải đất bao quanh thành phố Siliguri ở Tây Bengal, nối đại lục Ấn Độ với 7 bang ở phía đông bắc của nước này. Giới tình báo Ấn Độ nghi ngờ rằng Trung Quốc đã bí mật vũ trang cho phiến quân của bang Manipur ở vùng đông bắc của Ấn Độ và đã gây ra tình trạng bất ổn vào năm ngoái sau khi các băng đảng ly khai buôn ma túy nhập cư bất hợp pháp nổi loạn chống lại giới cầm quyền Ấn Độ. Họ cũng cáo buộc Trung Quốc đã chủ mưu cho một chiến dịch thông tin sai lệch quy mô lớn diễn ra vào năm ngoái thủ tướng modi tin rằng những vụ nổi loạn gây bất ổn tại một số bang ấn độ hầu hết là do sự can thiệp liên tục của bắc kinh vào các vấn đề nội bộ của nước ông với quan điểm đó thì dòng tweet cảm ơn tổng thống đài loan của modi có thể được hiểu là một thông điệp gửi tới trung quốc rằng đài loan có thể gia nhập vào cuộc chơi này và ấn độ sẽ không còn ở thế phòng thủ nữa thay vào đó sẽ thực hiện các động thái phản ứng chống lại trung quốc bất cứ khi nào cảm thấy phù hợp từ quan điểm của Bắc Kinh thì điều đó cho thấy Thủ tướng Modi đã coi Tổng thống Đài Loan là một lãnh đạo hợp pháp trong cộng đồng quốc tế, nghĩa là ông ta ngầm ủng hộ cuộc đấu tranh đòi độc lập của Đài Loan. Điều này trái ngược với chính sách chính thức của New Delhi là ủng hộ nguyên tắc một Trung Quốc. Rõ ràng rằng Ấn Độ giờ đây không còn là một tay chơi nghiệp dư trên trường quốc tế. Quốc gia này nổi tiếng trong vài năm gần đây nhờ mối liên hệ đa dạng với các cường quốc hàng đầu trong thời kỳ chiến tranh lạnh mới, thể hiện rõ nhất trong cuộc xung đột Ukraine. Với tư cách là quốc gia có vị thế trong cộng đồng miền Nam toàn cầu và là quốc gia đông dân nhất thế giới, những lời nói công khai và bóng gió của Thủ tướng Modi về Đài Loan đều có sức nặng hơn nhiều so với những người đồng cấp của ông ở các nước châu Âu nhỏ bé như là Litva chẳng hạn. Giới quan sát nhận định là nhiều khả năng Thủ tướng Modi sẽ lấy Đài Loan như một quân bài để mặc cả với Trung Quốc. Hoặc Bắc Kinh rút lui về vị trí trước đó của mình ở thung lũng Gawan, từ bỏ các hoạt động thông tin sai lệch gây bất ổn trong lòng Ấn Độ ngừng khẳng định các yêu sách tại khu vực biên giới Anurachan Pradesh, cũng như cắt đứt sự hỗ trợ với phiến quân ở bang Manipur. Hoặc nếu không thì Ấn Độ sẽ thiết lập quan hệ nồng ấm với Đài Loan và gây bất lợi cho các kế hoạch sắp tới của Bắc Kinh. Thời điểm này, bàn cờ địa chính trị đang cực kỳ phức tạp và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến mới nhất qua từng video của bàn cờ quân sự. Chương trình ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.